hàm nghi, thụy hiệu là Xuất Đế, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, là em trai của vua Kiến Phúc năm 1884. Hàm Nghi được các phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi ở tuổi 13. Sau khi cuộc phản công tại Kinh Thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp. Nhân danh ông, Tôn Thất Thuyết đã phát động phong trào Cần Vương, kêu gọi văn thân, nghĩa sĩ giúp vua, giúp nước. Phong trào này kéo dài đến năm 1888 thì Hàm Nghi bị bắt. Sau đó ông bị đem đi an trí ở Angers, thủ đô xứ Angers, và qua đời tại đây năm 1943 vì bị bệnh ung thư dạ dày. Do áp lực của quân của Pháp nên nhà Nguyễn không lập miếu hiệu cho ông. Ngày nay lịch sử Việt Nam đem xem ông cùng với các vua chống Pháp gồm Thành Thái, Duy Tân là ba vị vua yêu nước trong thời kỳ Pháp thuộc. Về xuất thân, Hàm Nghi quý là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, khi lên ngôi đổi thành Nguyễn Phúc Minh. Ông là con thứ 5 của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, sinh ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi, tức ngày 3 tháng 8 năm 1871. Tại Huế, ông là em ruột của vua Kiến Phúc Ưng Đăng và vua Đồng Khánh. Vua Kiến Phúc đột ngột qua đời trong lúc tình hình đang có lợi cho phái chủ chiến trong triều đình Huế. Sau khi nhà vua mất, đáng lẽ con nuôi thứ hai của vua Tự Đức là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ lên ngôi, nhưng Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết sợ lập một vị vua lớn tuổi sẽ mất quyền hành, và hai ông chủ trương dứt khoát lựa chọn bằng được một vị vua ủng hộ lập trường chống Pháp, nên đã chọn Ưng Lịch. Đây là một người có đủ tư cách về dòng dõi nhưng chưa bị cuộc sống giàu sang của kinh thành làm vẩn đục tinh thần tự tôn dân tộc, và quan trọng hơn hết là hai ông có thể định hướng nhà vua về đại cuộc của đất nước một cách dễ dàng. Về phong trào Cần Vương, đêm 22 dạng 23 tháng 5 âm lịch, tức đêm ngày mùng 5 dạng ngày mùng 6 tháng 7 năm 1885, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết vì thấy người Pháp khinh mạng vua mình như vậy nên quyết định ra tay trước, đem quân tấn công trại binh của Pháp ở đồn Mang Cá. Đến sáng thì quân Pháp phản công, quân triều Nguyễn thua trại rời bỏ kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi đã phải chịu nhiều khổ ải vì phải luồn lách giữa núi rừng hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, giữa muôn vàn thiếu thốn, bệnh tật, đói khát và sự hiểm nguy về tính mạng luôn đe dọa. Tại Tân Sở, vua Hàm Nghi tuyên hịch Cần Vương, kêu gọi sĩ phu và dân chúng nổi dậy chống Pháp giành độc lập, sự ủng hộ che chở giúp đỡ của đỡ và tham gia nhiệt tình của đồng bào các địa phương từ Quảng Trị qua tới đất Lào cũng như trong vùng Hà Tĩnh, Quảng Bình đã cho Hàm Nghi thấy được vai trò của bản thân mình, nên nhà vua đã không còn cảm thấy bị cưỡng ép như trước. Nhà vua bị những gian lao mà luyện thành người nhẫn lại và đón cuộc phong trần bằng thái độ rất thản nhiên. Dân chúng nổi dậy rất đông, nhưng vì rải rác các nơi lên lực lượng không mạnh, nhà vua đã hai lần xuống dụ Cần Vương, trong đó có một lần gửi thư cầu viện cho Tổng đốc Vân Quý của triều Mãn Thanh và rất nhiều chỉ dụ khác tới các quan lại lãnh tụ của phong trào chống Pháp. Tên của ông đã trở thành ngọn cờ của nền độc lập quốc gia. Từ Bắc chí Nam, đâu đâu dân chúng cũng nổi lên theo lời kêu gọi của ông vua Xuất Hạnh. Khi bị Pháp lưu đày, vào 4 giờ sáng ngày 25 tháng 11 năm 1888, vua Hàm Nghi bị đưa xuống tàu đi vào Lăng Cô. Trước phút rời xa quê hương, nhà vua nhìn lên bờ không nén được cảm xúc vì lỗi niềm riêng và vận nước lên đạ hòa khóc. Từ Sài Gòn, ngày 13 tháng 12 năm 1888, vua Hàm Nghi bị đưa xuống chiếc tàu mang tên Biên Hòa vượt đại dương đi Bắc Phi. Do không quen đi trên biển, nhà vua bị say sóng liên miên nhưng vẫn không hề thốt ra một lời kêu ca oán thán. Chiều Chủ nhật 13 tháng 1 năm 1889, Hàm Nghi đến thủ đô Angers của Algeria,
Lúc này ông vừa bước qua tuổi 18, 10 ngày đầu hàm nghi tạm trú tại Hotel De La Riren, tòa nhiếp chính. Sau đó ông được chuyển về Villa de Pin, biệt thự rừng thông thuộc làng Envilla, cách Angers 5 cây số. Tại Angers, vua hàm nghi đã viết nhiều tác phẩm và đặc biệt sáng tác nhiều bức họa nổi tiếng và tham gia điêu khắc cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Ông cũng là người ôn hòa, nhân văn và luôn có những tư tưởng hướng về quê hương sâu sắc. Thank you.